Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa tất cả các bạn đồng nghiệp, thì hôm nay tôi đến với cái buổi trình bày hôm nay thì mình sẽ nói về thuốc lá điện tử. Thì có lẽ là ngày hôm nay tôi sẽ không có mô tả thuốc lá điện tử nó cấu tạo như thế nào, hình dáng ra sao. Tôi nghĩ rằng các cái hãng mà sản xuất thuốc lá điện tử sẽ rất là giỏi trong cái việc mô tả chuyện như vậy. Hôm nay tôi đến với quý vị là kể một câu chuyện mà nó cũng bắt buồn từ rất là sâu xa rồi. Ở trên cái bức họa này là bức họa do cái họa sĩ Giovanni Domenico Tiepolo. Ông này ông vẽ trên cái hình thì quý vị thấy đó là hình ảnh của một con ngựa. Đấy là một cái con ngựa gỗ các anh chị, à quý vị ạ. À. Thì như vậy á là lúc bây giờ thì theo một cái truyền thuyết của Hy Lạp từ cái hồi Odyssey rất là xa xưa, thì quân Hy Lạp tấn công vô một cái thành gọi là thành Troa. Thì như vậy là qua 10 năm chiến đấu rất là nhiều, vẫn không thể nào chiếm lĩnh được cái thành Troa ấy. Cuối cùng thì cái thủ lĩnh của phe Hy Lạp mới nghĩ ra một mưu kế, là thay vì tiếp tục tấn công vô cái thành trì đó, thì họ triệt thoái quân sĩ về. Và trước khi họ triệt thoái quân sĩ, họ để lại ở nơi đấy một con ngựa bằng gỗ. Và họ chỉ để là một cái người lính thôi để mà thông báo cho bên thành Troa rằng chúng tôi 10 năm đã không thể chiến thắng được các bạn. Mà giờ chúng tôi sẽ rút về. Và bởi vì hồi xưa khi mà tôi tấn công vô cái đô thành của các bạn, tôi đã phá hủy lên cái tượng thần Aten, tức là tượng thần chiến tranh. Bây giờ tôi bồi thường cho quý vị một hình ảnh con ngựa, ngựa gỗ như vậy. Thế thì cái quân ở trong thành Troa thấy điều đó là thật là vinh dự khi mà kẻ thù của mình đã chấp nhận rút lui và để lại cho mình một chiến lợi phẩm, đấy là con ngựa này. Thế thì khi thấy quân Hy Lạp rút đi thì quân thành Troa mới bắt đầu tiến ra để tìm cách kéo cái chiến lợi phẩm ấy vào tòa thành của mình. Bởi vì con ngựa gỗ này nó rất là cao, cho nên họ phải phá đi một phần của bức tường thành để mới có thể kéo được con ngựa này. Thì thực ra trong con ngựa này, trong bụng của nó, họ đã chứa những chiến binh Hy Lạp dũng cảm. Và đêm tối khi mà những quân lính của thành Troa đang ăn mừng chiến thắng vui vẻ, thì những cái người lính Hy Lạp này ở trong con bụng con ngựa này xông ra và tiêu diệt cái quân Troa, mở toang cửa thành. Lúc bây giờ cái đoàn quân Hy Lạp đã rút ra ngoài biển, lại quay trở về và chiếm lĩnh được cái đô thành Troa này. Cái tích con ngựa thành Troa bây giờ nó đã trở thành một cái gọi là Trojan Horse, tức là một những cái con virus mà có thể gắn vào trong những cái phần mềm để có thể tiêu diệt. Tôi thấy rằng cái thuốc lá điện tử ngày hôm nay nó đã mang hình ảnh của một con ngựa thành Troa. Để chúng ta nhìn từ bên ngoài thì nó thật là vô hại, mà thực sự bên trong thì ẩn họa chiếm ở bên trong. Và cái bài trình bày này cũng kể cho quý vị biết con ngựa thành Troa, thuốc lá điện tử nó như thế nào. Thế như vậy là bây giờ chúng ta hãy nhìn vào bề ngoài của cái thuốc lá điện tử với những lời báo cáo, những lời hướng dẫn hết sức là tươi đẹp của nhà sản xuất thuốc lá. Thì người ta bảo rằng gì? Thuốc lá điện tử so với loát thả truyền thống có 3 điều. Điều thứ nhất là ít chất độc hơn. Điều thứ hai là sẽ giúp những người cai nghiện thuốc lá truyền thống được dễ dàng hơn. Và thứ ba là bởi vì nó ít chất độc, bởi vì nó giúp người ta cai nghiện được thuốc lá, cho nên thuốc lá điện tử sẽ làm giảm nhẹ gánh nặng gây ra cho thuốc lá truyền thống. Vì vậy, thông điệp của cái hãng thuốc lá là gì? Nếu các bạn chưa cai được thuốc lá truyền thống thì hãy chuyển ra sử dụng thuốc lá điện tử. Vậy thì khi mà nhìn thấy một con ngựa đẹp đẽ như thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta lại không mắc bẫy những cái hãng sản xuất thuốc lá như là cái quân Troa nó đã từng mắc bẫy của quân Hy Lạp nhiều năm về trước. Vậy chúng ta sẽ đi vào từng thông điệp của họ để phân tích xem thử điều gì họ nói là đúng, điều gì họ chỉ nói đúng một nửa sự thật và điều gì họ đã nói sai, để mà chúng ta có thể nói với lẫn nhau để mà cùng nâng cao cái nhận thức về cái thuốc lá điện tử này, để rồi những thông điệp đó lại trao ra ngoài cộng đồng
trao cho những cái người bác sĩ khác, những người dược sĩ khác để có cái thái độ phòng ngừa tích cực, để tránh một khi nào đó thì hãng Philip Morris lại đi thẳng vào trong những cái hội nghị của chúng ta lại giới thiệu về thuốc lá điện tử, thì điều đó cũng thật là không được hoan nghênh lắm. Như vậy thì đối với câu đầu tiên, thuốc lá điện tử ít chất độc hơn, người ta là làm sao để phát hiện ra được điều đó? Người ta lấy cái thuốc lá điện tử ra, lấy cái khói, lấy cái hơi của thuốc lá điện tử ra và tiến hành phân chất. Người ta tính trên một đơn vị thể tích của cái hơi đó, nó có những chất gì và hàm lượng bao nhiêu để đưa ra được công bố là thuốc lá điện tử ít chất độc hơn. Thì người ta thấy rằng là ở trong thuốc lá điện tử nó có nicotine, và nicotine này là gây nghiện thuốc lá. Nó có những cái hạt siêu nhỏ, mà những hạt siêu nhỏ này có thể hít sâu vào bên trong phổi. Và số lượng hạt siêu nhỏ này so với thuốc lá truyền thống nó lại không thua kém một chút nào. Nicotine thì nó ít hơn, đúng rồi. Nó có những chất tạo mùi như là dioxin, một loại hóa chất liên quan đến bệnh phổi nặng. Nó có những hợp chất hữu cơ bay hơi, có những hóa chất gây ung thư, và ít nhất là 20 chất. Khi người ta nói rằng nó có 20 chất, nó đã đem được một cái suy nghĩ rằng nó ít hơn, cái số lượng chất gây ung thư ít hơn thuốc lá truyền thống. Bởi vì thuốc lá truyền thống có đến 70 chất gây ung thư lận, cái này chỉ có 20 thôi. Nó cũng có những kim loại nặng như niken, như thiết và chì. Như vậy mình có thể kết luận là gì? Nhìn chung mà nói đó, ở một thể tích của cái hơi thuốc lá điện tử thì số lượng chất độc cũng như hàm lượng của chất độc thực sự là nó ít hơn trong thuốc lá truyền thống. Và mình phải biết đây là điều mà hãng sản xuất thuốc lá nói đúng, và họ có bằng chứng để chứng minh cho điều đó. Nhưng liệu rằng cái công bố rằng cái số lượng chất độc thì nó ít hơn, cái hàm lượng chất độc thì nó thấp hơn, nó có đem lại một cái điều mà họ tiếp tục công bố ở nối tiếp là nó giúp người ta cai được thuốc lá và giúp cho những cái tác hại của thuốc lá truyền thống giảm đi, thì chúng ta sẽ xem tiếp. Với cái thông điệp thứ hai là giúp cai nghiện thuốc lá, thì người ta thấy rằng là cái thư viện Cochrane đó, nó mới đi tìm chứng cứ cho đến những tháng 1 năm 2020 các anh chị, thì nó phát hiện ra là có 50 nghiên cứu và có trên 12.430 người tham gia, và đấy là những cái quốc gia mà đã tham gia trong các nghiên cứu này. Thì khi người ta so sánh thuốc lá điện tử về với lại những thuốc, với lại những phương pháp cai nghiện thuốc lá khác trong vòng 6 tháng, nó so sánh với nicotine thay thế, so sánh với miếng dán, viên nhai, varenicline, thuốc lá điện tử không nicotine và những giả dược, để người ta tính một cái gọi là tỷ lệ bỏ thuốc lá thành công. Thì kết quả làm sao? Thì thuốc lá điện tử người ta bảo rằng có lẽ là nó giúp được cai thuốc lá ít nhất vào thời điểm 6 tháng tốt hơn thuốc lá điện tử không nicotine và nicotine thay thế. Chứng cứ so sánh thuốc lá điện tử với điều trị thông thường hoặc không điều trị thì có thể tốt hơn, nhưng mà lại không chắc chắn. Và ở đây người ta thấy rằng là cái khoảng tin cậy của những cái trị số mà mình tìm được thì nó rất là rộng thế này, cho nên là trị số thì có thể tin cậy nó chưa có cao. Và hơn nữa, những cái theo dõi điều trị của nó chỉ có 2 năm thôi, cho nên người ta khó lòng có thể thấy được những tác hại của thuốc lá điện tử có hay không. Và như vậy á, thì cái hiệu quả và cái hạn chế của các nghiên cứu về thuốc lá điện tử thì được nêu đây rất là rõ. Đấy, thì cái hạn chế ở đây chúng ta thấy là gì? Một là những chứng cứ cho hiệu quả của nó không nhiều. Thứ hai á, là những cái nghiên cứu đoàn hệ hoặc là những cái cỡ mẫu hoặc là những cái số lượng những nghiên cứu thì không lớn. Cho nên mặc dù nó đã có những chứng cứ ban đầu như vậy, nhưng mà vì cái thiết kế nghiên cứu, vì cái đặc tính của nó mà kết luận không tốt. Chính vì lẽ đó mà CDC Hoa Kỳ cho rằng đến bây giờ mình chưa có đủ chứng cứ để mà quyết định rằng là thuốc lá điện tử có thể cai được thuốc lá. Vì sao vậy? Vì có một số hạn chế trong nghiên cứu hiện tại về thuốc lá điện tử. Nó gồm là số lượng nghiên cứu ít, cỡ mẫu thì nhỏ, khoảng tin cậy 95% thì quá là rộng. Và người ta lại ghi nhận một điều rất là rõ là gì? Có rất là nhiều người dùng thuốc lá điện tử để cai thuốc lá, nhưng kết cục là không phải họ bỏ được thuốc lá mà họ lại trở thành một người nghiện kép, vừa thuốc lá điện tử vừa thuốc lá truyền thống. Vậy thì, và khi người ta dùng thuốc lá truyền thống và cùng với thuốc lá điện tử thì không làm giảm được tác hại cho cơ thể, bởi vì hút thuốc lá một lượng rất là ít cũng có thể gây lại cho cơ thể. Và CDC khuyến rằng là tốt nhất là phải bỏ hoàn toàn thuốc lá đi. Bây giờ mình nhìn vô, tại sao mà thuốc lá điện tử lại không tài nào cai được thuốc lá vậy? Ở đây là cái cơ chế mà có thể gây nghiện thuốc lá, mà cái cơ chế đó là do cái nicotine nó đi vô trong não rất là nhanh, làm tăng cái nồng độ nicotine ở trong
trong cái máu lên, làm cho phát động những cái hóa chất trung gian dẫn truyền thần kinh và gây những hiệu ứng. Và khi mà có cái nicotine á, thì người ta cảm thấy sung sướng, sảng khoái, an tâm. Nhưng mà khi mà không có nicotine thì người ta cảm thấy những cái gì khó chịu. Nghĩa là một bên thì có nicotine là sung sướng, còn bên kia thì không có nicotine là khó chịu. Và vì cái điểm đó ta trở nên nghiện đối với nicotine. Và cái nồng độ của nicotine trong máu nó liên quan rất là mật thiết đối với những hiệu ứng dương tính và âm tính do thuốc lá gây ra. Khi cái nồng độ nicotine nâng cao lên trên, nó vượt trên một cái ngưỡng gọi là những sảng khoái thì người ta cảm thấy hưng phấn, sung sướng. Nhưng khi nồng độ nicotine giảm xuống, thấp xuống cái ngưỡng khó chịu thì người ta khó chịu vô cùng tận được. Cho nên là người ta sẽ hút thuốc lá. Vậy thì thuốc lá điện tử so với những loại nicotine thay thế mà chúng ta vẫn dùng để cai thuốc lá thì nó khác cái gì? Cái khác biệt duy nhất của nó chính là động học của thuốc lá điện tử. Nếu động học của thuốc lá điện tử là nicotine cung cấp trực tiếp qua bên phổi, nó có một động học tương tự như thuốc lá điếu thông thường, nghĩa là nó có đỉnh cao lên và hạ thấp xuống, thì những cái nicotine thay thế như là nicotine viên nhai, như là nicotine miếng dán thì nó không tạo cái đỉnh cao và không có tạo cái nicotine thấp. Cho nên dùng thuốc lá thay thế thì không có cái chuyện là thèm với thuốc lá thay thế và khó chịu khi có thuốc lá thay thế. Nhưng mà dùng thuốc lá điện tử thì sẽ có chuyện đó. Khi hít vào thì cảm thấy sung sướng, sảng khoái, một hồi sau không hít nữa thì cảm thấy khó chịu. Như vậy, dùng thuốc lá điện tử không giúp người ta cai được thuốc lúc đá tiếu thông thường, mà người ta khiến người ta lại nghiện thêm với thuốc lá điện tử. Bây giờ chúng ta phân tích cái thông điệp số 3. Vậy thì thiệt ra là thuốc lá điện tử có giảm được gánh nặng cho thuốc lá hay không? Thì cái lý luận của cái hãng mà sản xuất thuốc lá là gì? Nếu tôi đưa ra cho anh một lượng chất độc ít hơn, vậy thì lượng chất độc đó sẽ làm cho cái bệnh của anh ít hơn. Lý luận có vẻ rất là hợp lý. Nhưng mà lý luận đó chỉ cần thôi, nhưng mà chưa đầy đủ để đảm bảo được cái chuyện là cái tác hại do cái hút thuốc lá nó gây ra. Bởi vì sao? Bởi vì cái chất độc nó ngấm vào cơ thể, chứ không phải là chất độc ở trong cái hơi thuốc lá điện tử nó quyết định cái chuyện có nặng hay không. Và người ta thấy một cái điều quan trọng rằng cái lượng chất độc đi vô trong cơ thể của một con người nó lệ thuộc rất là nhiều cái cách thức của con người đó hút lấy cái dòng khói thuốc, dòng hơi thuốc lá vào cơ thể, chứ không chỉ là lệ thuộc vào số lượng, hàm lượng của chất độc ở trong cái khối lượng mà cái khói hoặc là cái nến ấy lên. Và hơn nữa là gì? Cái sự nhạy cảm của mỗi một con người đối với cái chất độc là rất khác nhau. Có người với hàm lượng chất độc rất nhỏ cũng đã gây tác hại rất lớn rồi, chứ không phải là cùng một loại hàm lượng thì gây cùng một loại cái tác hại trên cơ thể đâu. Nó sự thay đổi rất là rõ. Nghiên cứu này thì quý anh chị có thể thấy được rằng là khi mà người ta thay đổi cái cách hít thuốc lá vào trong cơ thể, ví dụ bình thường thì mỗi lần hít vào người ta chỉ hít có 35ml khói thôi, hoặc là 35ml hơi thôi, thời gian hít vào là 2 giây và lặp lại mỗi 60 giây. So với cái cách người ta thay đổi một chút về cách hít vào là người ta hít vào mỗi lần 47ml, người ta hít vào 2,4 giây thay vì 2 giây và lặp lại mỗi 44 giây thay vì 60 giây. Thì ở bên dưới, quý vị có thể thấy rằng các chất độc mà đi vào trong cơ thể nó đã tăng từ hắc yến 1mg, nó trở thành 29mg, nicotine từ 0,1mg, nó trở thành 2,2mg, và cái CO từ 1mg trở thành 21mg. Chỉ một sự thay đổi rất là nhỏ, cái cách hít cái khói và cái hơi của thuốc lá đi vào trong cơ thể đã làm tăng cho cái hàm lượng chất độc thực sự đi vào cơ thể. Nó tăng không phải là 1-2 lần, nó tăng đến 20-30 lần nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ nếu anh đưa ra cho một người bệnh nhân có một cái số lượng chất độc ít hơn, nhưng mà nếu người bệnh nhân đó điều chỉnh bằng cách hít sâu hơn, ém hơi lâu hơn, thì chất độc đem vào cơ thể không những không giảm, hóa ra lại còn tăng hơn nữa. Và ở đây nữa, tại sao người ta lại phải hút xuống vậy? Tại vì cái người bệnh nhân mà nghiện thuốc lá thì người ta nghiện vô cái chất nicotine ở trong máu. Khi nồng độ nicotine trong máu giảm thấp đi thì người ta phải tìm cách làm tăng cái nồng độ đó lên. Nếu tôi đưa cho anh một số lượng nicotine như vậy, anh hít một lần không đủ thì anh phải hít thêm, học ngày không đủ, tranh thủ học đêm. Cho nên là tôi hít thêm phát nữa, tôi nín hơi vô, sao cho cái nicotine mà đem vô trong máu không thay đổi. Và bởi vì nicotine nó không đi một mình, nó đi kèm với những chất độc khác nhau. Cho nên khi mà nồng độ nicotine tăng lên cho đủ cái nồng độ trong máu so với hút thuốc lá điếu thông thường, thì những chất độc đi theo nicotine cũng sẽ tăng tương ứng như vậy. Và đó là lý do vì sao khi tôi có giảm được nồng độ của cái chất độc ở trong cái khói và cái hơi của thuốc lá điện tử thì tôi không giảm được lượng chất độc đi vào trong cơ thể.
Hơn thế nữa, cái cơ địa nhạy cảm thì rất là khác nhau. Những người mà có cơ địa nhạy cảm nhiều, đó chính là thai nhi, đó là trẻ vị thành niên, đó là phụ nữ có thai. Đối với là phụ nữ, ở đây nó là rất là nguy hiểm, bởi vì với những quảng cáo thuốc lá điện tử là ít độc, ít hại cho sức khỏe, nó làm cho những đối tượng có nguy cơ dễ dàng sử dụng thuốc lá điện tử. Những chứng minh trong thời gian gần đây cho thấy cái số lượng sale đó, tức là số lượng mà doanh số của thuốc lá điện tử nó đã tăng lên rất là đáng kể, và đặc biệt ở trên những cái đối tượng nguy cơ như vậy. Và xin thưa quý vị, là đối với những đối tượng mà nguy cơ như vậy, sự tiếp xúc với thuốc lá điện tử sẽ mang lại tác hại cho họ còn nhiều hơn hẳn là những khách hàng của thuốc lá truyền thống có thể bị nữa. Vậy như vậy thì chúng ta sẽ chưa đủ chứng cứ cho rằng thuốc lá điện tử là giảm gánh nặng trên cái sức khỏe. Vì sao vậy? Tại vì muốn nói được là nó có giảm được sức khỏe hay không, mình tiếp xúc với chất độc này và một thời gian sau nữa mình xem thử những tác hại có nhiều hay không. Với cái thời gian sản xuất thuốc lá điện tử là mới, trong vòng chục năm, hơn chục năm gần đây thôi, nó đâu có đủ thời gian dài để mình có thể nhìn thấy được điều đấy. Nó cũng như thuốc lú đá điếu thông thường, khi ban đầu được đưa ra đối với thế giới này, người ta rất là chào đón với thuốc lá thông thường, bởi vì nó làm người ta hưng phấn sảng khoái mà. Nhưng mà phải mấy chục năm sau, con người mới trả giá cho cái việc sử dụng thuốc lá của mình bằng những ung thư, bằng những bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bằng những ảnh hưởng đến bệnh tim mạch, những bệnh vốn đòi hỏi một thời gian tiếp xúc với độc chất rất là lâu dài thì mới có được. Cho nên đối với ngày hôm nay, quả thật thuốc lá điện tử không đủ thời gian dài để chứng minh rằng nó hoàn toàn vô hại. Cho nên cái công bố của những hãng sản xuất thuốc lá điện tử rằng thuốc lá điện tử ít chất độc hơn là đúng, không có tương đương với cái chuyện là sẽ gây ít hại cho sức khỏe cơ thể hơn. Bởi vì động học của thuốc lá điện tử là rất giống động học với thuốc lá bình thường, và cái cách hít thuốc lá điện tử nó sẽ thay đổi so với cách hút thông thường, và chất độc đem vào cơ thể cũng y như cũ. Và ngoài ra cũng đã có những chứng cứ ban đầu cho thấy thuốc lá điện tử là gây hại cho sức khỏe của con người, và trong những bài trình bày nối tiếp của Thạc sĩ Quyên, của Thạc sĩ Hoàng thì chúng ta sẽ thấy nó hại như thế nào. Và ở đây là một cái bảng để tóm tắt lại những cái tác hại mà thuốc lá điện tử có thể mang lại, và cho thấy rằng những cái finding, tức là những tìm kiếm trong các thử nghiệm ngẫu nhiên mù đôi có chứng để mà coi về bảo vệ cho cái tác hại của thuốc lá điện tử, bảo vệ cho khả năng mà cai nghiện thuốc lá của thuốc lá điện tử là hoàn toàn chưa có đủ mạnh. Ở đây người ta phân về những cái hóa chất là gì, những cái tính chất gây độc cho cơ thể ra sao, những biểu hiện lâm sàng thế nào. Và trên cái cột bên kia thì sẽ mô tả rất là kỹ về những cái điểm mà những nghiên cứu về thuốc lá điện tử là chưa đầy đủ để đảm bảo, để minh chứng cho một điều rằng thuốc lá điện tử là an toàn cho sức khỏe. Như vậy thì tôi xin tóm tắt bài trình bày của mình bởi ba ý sau đây. Ý thứ nhất là thuốc lá điện tử được giới thiệu với một bề ngoài là vô hại, là ít độc, là có thể giúp cai thuốc lá và làm giảm gánh nặng trên sức khỏe. Đó là hình ảnh của con ngựa thành tra. Nhưng mà chủng loại hàm lượng chất độc trong một đơn vị thể tích, trong hơi hoặc khói của thuốc lá điện tử thì ít hơn thuốc lá truyền thống, nhưng mà không đảm bảo được rằng nó sẽ không gây hại trên sức khỏe. Nó ít chất độc nhưng không phải là ít độc. Ở đây có một hiện tượng chơi chữ ở đây. Ít chất độc không có nghĩa là ít độc. Thì tôi cũng mong các quý vị đại biểu nắm lấy cái thông điệp đó. Vậy thuốc lá điện tử nó không giúp người ta cai nghiện thuốc lá, mà ngược lại nó sẽ dẫn đến nghiện kép thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị đồng nghiệp.